Tất cả anh em nha, tiếp tục thì hôm nay mình sẽ xử lý con XR main đập tình trạng chập thẳng do khách đập với mấy cái mắc của bạn nào đây mình chẳng nhớ nữa. Ok, bây giờ mình sẽ xử lý theo con XR đập nát đến mức này. Sao cứ được không anh em nha. Đây, tình trạng đập và bạn ấy vào chập nguồn. Máy đã tháo sẵn đây rồi. Rồi, em sẽ tiến hành kiểm tra kẹp nguồn xem chập như nào, xem có cứu được đơn giản không nhá. Nếu chập mà nhẹ nhàng thì anh em cứu nó cũng đơn giản thôi, không phức tạp đâu. Quan trọng là tìm đúng nguyên nhân, đúng vị trí nó chết thôi. Có người đã sờ vào phây này, nên phây rất bẩn nhá. Đấy, cảm biến phây bẩn, đây là bẩn nhá, máy này có rượu cả dính nước nữa nhá. Chắc chắn con này sẽ mất phây. Hiện tại kẹp nguồn chập thẳng luôn anh em nhé, kẹp phát chập thẳng nhá. Tí đồng hồ luôn. Rồi, mình sẽ tháo cái bên ra để xử lý xem sao. Bây giờ anh muốn tháo cái mền thì anh phải tháo khai xi mới ra cái mền nhé. Ok anh em, máy khá chi là zin nhá. Chỉ móp thôi, móp béo hết lồng thôi. Đây, lồng bật cả lồng ra này. Đập khỏe đấy. Rồi, với tình trạng như này thì em sẽ xem sơ đồ cốc nguồn nhẹ nhàng cho nó nóng ở đâu. Hiện tại khi mà mình kẹp nguồn với áp 4,3V nó tít đồng hồ nhá. Thì anh em sẽ vặn nhỏ lại để xem nó dò khu vực nào nhá. Đây là nguyên lý, nguyên tắc để em xử lý. Đây, bây giờ nếu kẹp như này nó chậm nguồn. Tức là dòng nó cao quá mức 4A đồng hồ, 5A đồng hồ mình không gánh được, mình chuyển về mức 2V đồng hồ ăn 3A nhá. Anh em thấy chưa? Rồi, 3A thì em sẽ dùng cam nhiệt sẽ ra thôi. Nóng khu vực nào em biết đường xử lý cách ly. Rồi điểm mình kẹp nguồn đây nha, theo khu vực trên này, dòng trên này không thấy gì nhá. Thường nóng thì kẹp nguồn sẽ nóng đầu tiên là nóng con quy ở mặt sau trước, sẽ bảo vệ mặt đằng sau. Em nhìn mặt sau này rất nóng nhá, đằng sau là dạng thép, nó là tấm thép nên rất khó phát hiện ra nóng ở đâu. Ok, thông thường thì anh em sẽ không kẹp như thế không ra được đâu, anh em sẽ sửa sơ đồ này, tự vào sơ để đo lại cho chuẩn. Đây nhá, đồng pin của nó đây, battery đây, nó sẽ đi sang con U3300 này. Như thông thường là không chọc con này bao giờ mà sẽ chọc cái đường đằng sau, đường VDD main ở đằng sau đây. Thường sẽ chọc cái đường VDD này nhiều hơn, đường VDD main này sẽ đi qua rất nhiều. Đây, đường VDD này, đây này, VDD main này đi toàn bộ main nha anh em, thấy không? Đấy, em sẽ tiến hành đo cái đường này trước. Nếu đường này đo có thì anh em sẽ tiến hành cốc nguồn và một số điểm trên tách này, điểm tách này chẳng hạn, hoặc điểm nào hở lộ ra thì anh em sẽ cấp vào đấy. Đấy, bây giờ anh em sẽ đo lại trước em đúng chọc đường VDD main không, chưa cắt lồng vội làm gì nhá, để phân khu vực đã. VDD main đã chập nha, chập còn 16 ohm nhá. Đường pin không chập nhá, chân pin không hay chập đâu anh em. Đây nhá, chân pin này nó cũng chập cả chân pin nữa. Chân pin khá chập rồi, chứ mà con này chập nhiều đấy. Rồi khả năng cắt hết lồng ra rồi. Rồi chân pin chập 2,5 ohm coi như là lần chập thẳng. Mình sẽ phải dò chân pin trước, nếu đang chập cả chân pin thì phải dò chân pin trước. Mình sẽ bóc nhẹ cái giấy này ra. Đấy, những cái điểm tách này. Mình xem nó có chập hẳn không. Chập hẳn luôn anh em nhé. Sẽ thế này, kích thẳng một cái áp vào chân pin, xem có nóng ở quanh đây không. Thường sẽ không nóng đâu. Tiếp tục sử dụng cam nhiệt tiếp đã, để anh em loại trừ rồi sau đó anh em mới tiến hành cắt lồng, chứ không nên cắt lồng vội làm gì cả. Cái điểm mình kích này nóng mặt sau này anh em này, thấy không? Điểm mình kích là điểm này nhá, đây đầu con dao nhá, mình kích nhá. Đây thì nóng mặt đằng sau rồi, chắc đầu chắn là đầu tiên anh em sẽ phải cắt lồng đằng sau này trước. Thì lồng này mình nghi ngờ nó vỡ, trông nó cũng không được đẹp lắm, móc khá nhiều. Móc thì anh em bắt buộc phải cắt lồng để kiểm tra thôi. Hy vọng mở ra không vỡ quá nhiều IC anh em ạ. Có một vài con em có thể xử lý như vỡ hết cả dàn thì mạch in lúc đấy nó sợ đứt ngầm ngậm hết bên trong rồi. Ok, mình sẽ mở lồng dưới đầu tiên nha. Đảm bảo an toàn thì anh em sẽ không đục lồng làm gì mà cắt lồng nhé.
Nên là nó chắc cú để cất sát một tí nha. Vì xong tí bóc nhẹ ra ngay thôi. Nhưng bên đập bên trong phải hạn chế nhiệt anh em nhé. Kẻ bên zin dòng XR này cũng không dám đục nhiệt đâu. Đục nhiệt thì đệ men chết rất cao. Đây, việc đầu tiên mở ra đã nhìn thấy con U33 không đã vẫn là mấy mảnh rồi nhá. Tỏ phát đập này cũng khá mạnh tay đấy anh em ạ. Vừa như thế thì nó mới chập thẳng với bát luôn. Nó đập khá mạnh như vậy thì không biết còn ảnh hưởng đến cái gì nữa. Rồi, anh em nhìn này. Đấy, nhìn thấy ra vỡ vụn nha. Cần thiết cho em nhìn cân nhiệt lại này, sẽ thấy con đấy bét nhè luôn. Kẹp phát bắt đầu nó bỏng con đấy luôn. Nó vỡ, nên chập vào trên bản thân nó luôn. Đấy, vỡ một góc. Thấy chưa, một góc nó nóng, nóng ở cuộn bên cạnh đấy nha. Rồi, nó nóng cuộn dây bên cạnh. Nóng cuộn trên này. Thì em sẽ kiểm tra xem cuộn này đi đâu. Đây là đang nóng cuộn này. Cuộn này vẫn chỉ là cuộn bốt, trực tiếp quay lại nó thôi. Không sao hết, bây giờ anh em sẽ thành đục bỏ nó ra. Đầu tiên đục bỏ đi. Đục thế nó mảnh vỡ rời cho từng mảnh một cho nó xem. Đục bỏ câu tắt để tiến hành dò chạm nước phẳng lại xem có lên được nguồn không. Lên được nguồn anh em thấy hãng thay. Con này là con IC liên quan đến pin, liên quan đến nguồn, bảo vệ nguồn và liên quan sạc, việc sạc pin. Con này IC tích hợp nhé. Nó không hẳn là IC sạc. Hay anh em gọi là nguồn nhỏ đấy, nó là IC nguồn đấy, nó liên quan đến nguồn. Nếu con này ra 100% sẽ mất nguồn hoàn toàn luôn. Vì nguồn pin sẽ đi vào đây xong con này nó mới cắt ra đằng sau. Thấy không? Rơi từng mảnh một ra chưa? Đó, IC vỡ là mấy mảnh đấy chưa? Đó. Đầu tiên là anh em sẽ bỏ ra. Nhắc IC đó ra, câu tắt trước. Câu đi câu nào, câu đường battery sang đường VDD main ấy. Mình cút sạch trước đã, rồi mình câu. Rồi, đã sạch trần sửa bộ. Rồi, đóng thì sẽ xử lý sau. Rồi, anh em muốn biết các đường câu nào thì đây, anh em nhìn vào sơ đồ nhá. Đây, chân pin đây. Đi qua hàng đầu tiên đây. Câu sang hàng bên cạnh đây. VDD main này, anh em nhìn nào. Chữ nó ghim VDD main đây nhá. Đấy, câu hàng này với nhau là được thôi, chẳng có gì cả. Câu nhẹ cái đây được thôi. Câu để test thì chứ còn chưa chưa phải là hoạt động câu để dùng đâu nha, câu không dùng đâu vì nó sẽ không sạc được pin. Anh em câu hai chân bất kỳ ở hàng ngoài đầu cùng này với nhau là được thôi. Đấy. Mình bỏ cục thiếc và tự dính với nhau thôi, chả có gì cả. Đó, câu cái này thì anh em chọc ngoài. Xem bây giờ con chập không. Máy bây giờ chuyển sang giò nha, không chập nữa, chuyển sang giò anh em nhé. Đây, dòng nó đang ăn này. 0.33 khi mà mình thấy 2,4V này. Mình tăng lên mức 4V nha. Đang kẹp vào mức 4,2V nó ăn 0.087. Có giò nhẹ. Trên thủ giò nhẹ này em kích thử xong lên nguồn không đã. Đây là kích nguồn. Vẫn lên nguồn anh em ạ. Ok, nó vẫn có dao động, vẫn lên nguồn. Rồi, sẽ lắp thử màn luôn. Chưa đóng IC nhá, thử trước, test trước. À nhưng màn này chết rồi. Màn này thì không thể sống được. Sẽ lắp một cái màn khác và thử xem nào. Không màn lỗi này phải lấy màn sống cho test cẩn thận nha, hỏng màn nhé. Nếu bệnh chỉ vỡ mỗi con IC đấy ngon quá anh em ạ. Vỡ thế mà đây hiện tại đang còn giò nữa. Nên anh em cũng phải xem lên test như nào để xử lý nó giò nguồn sau. Và đóng con IC sạc đây vào. Nguồn nhỏ nguồn sạc qua. Ok nghe, đã lên táo nha. Tình trạng đập như thế vẫn lên được táo là cũng khá là may mắn rồi anh em ạ. Chỉ hiện tại vỡ mỗi con IC USB à, IC nguồn nhỏ đấy. U3300 này. Nhưng kèm còn dò nguồn nữa. Đấy, đây bình thường luôn. Mà khẩu mình không biết là gì. Hình như đúng luôn hay sao ấy. Nhưng mà khẩu đơm máy hoặc gì đấy đang liên quan đến NFC của phía trên nữa cơ. Nó đang liên quan đến việc mã hóa dữ liệu gì đó. Nhiều khi nó bị lỗi NFC cũng bị tình trạng như thế này. Máy đập thì nó rất nhiều bệnh có thể xảy ra. Không vào được trong vì sai mật khẩu. Ok nha, rồi cái này mình sẽ xử lý tiếp cho máy sau. Hiện tại thì mình cũng chưa có mật khẩu. Nhưng mật khẩu là đâu anh em ạ?
Mình sẽ hỏi lại bạn ấy phải xử lý kiểm tra kỹ đường NFC xem sao. Cứ nhầm khẩu order nhá. Lát thì hết đâu. Rồi bây giờ nó còn đang dò một đường nữa. Mình xử lý sau thôi. Đây, câu một đường nhá, để câu test trước nhá. Câu test, sau đó ok rồi thì sẽ đóng vào. Vì con này anh em có bỏ đi thì sẽ mất nguồn nhá, phải câu để test. NFC nào ở khu vực trên này, lồng trên này, cái này sẽ phải tháo ra kiểm tra kỹ xem nó ảnh hưởng gì không. Có lẽ để xử lý nốt đã hong nguồn thì mình sẽ phải cắt tiếp lồng ra anh em ạ. Hiện tại mình sẽ cứ kẹp để dò xem khu vực nào nóng đã. Em sẽ bóc cái lồng trên này nha, lồng trên là một tấm đồng nhá. Tấm này thì nóng không thể xuyên được qua đâu nhá. Vì hiện tại đang kẹp dò, màn vẫn lên, cái đường đèn khu vực dưới này không ảnh hưởng này. Thông thường khu vực dưới ít khi bị ảnh hưởng lắm. Kẹp phát dò luôn. Em dựa vào sơ đồ, nhìn xem khu vực nào nhạy cảm, dễ bị dò. Thì em sẽ kiểm tra khu vực đấy và hiện tại đang dò 0.08 thì thông thường sẽ tìm được ra bằng cam nhiệt, nhưng mà cam nhiệt thì yêu cầu anh em phải đục hết lồng ra và hạn chế đục việc đục lồng xấu cái main, nát cái main thì sẽ dò mất thời gian hơn một tí. Rồi, thì anh em cũng sẽ phải dò tiếp thôi. Đấy, có thể anh em sẽ bóc lồng của xin quần ra xem có nóng đến không, vì nếu nó dán như này thì em sẽ không thể cam nhiệt không thể xuyên được qua đâu. Mà anh em hạn chế cắt lồng thì cứ thế cắt vừa mất thời gian vừa mất thẩm mỹ. Đục ra thì rất nguy hiểm, tốt nhất cái gì an toàn lành đẹp ta làm, lúc cuối cùng vẫn phải cắt để đảm bảo an toàn anh em nhé. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp thử tiếp xem có giò tìm thấy con nào giò nữa không. Hiện tại mới đang còn giò nhẹ thôi, không giò nặng ra là khó tìm hơn. Đấy, đã tìm thấy khu vực trên gần CPU nó nóng hơn này. Đấy, nó đang 35 độ này, ngắt đi nha, không công nguồn nữa nha, nhiệt độ bắt đầu giảm dần nha. Đấy, vì cái lồng của CPU à, lồng IC nguồn này nó bằng thép, phản xạ nhiệt rất tốt, cho nên anh em muốn đảm bảo hoàn toàn thì sẽ tô nhưng bút mình tô mực vào cho tối màu đi sẽ bị bớt bị hơn. Để lại trừ đấy, nó tụt xuống còn 32 độ nha, cho nên nó nhìn trên kính khó nhìn đấy. Đấy, zoom lên sau thì đấy, bây giờ mình công nguồn này chút, mình sẽ tăng dần này, tăng 32,7 này cho lên 32,9 rồi, tăng lên 33 rồi. Nó sáng dần lên không. Rồi mình sẽ tiến hành cắt bỏ lồng của xe nguồn tiếp. Nghi ngờ mình sẽ cắt lồng, nhưng mặt bên này thực tế mà nói dò ở cạnh này cũng khó dò lắm, nên coi những dò IC cam tiếp thôi. Vì mình gặp mấy lần chết IC cam dò nguồn như thế này rồi, chẳng hiểu sao tự nó chết. Tao phải tiến hành cắt lồng ra thì mới ra khẳng định được, không cắt lồng thì không khẳng định gì. Sẽ cắt từng cái lồng ra một thôi anh em ạ, vì thấy nóng ở điểm này và điểm này, lồng trước lồng sau hai lồng đều nóng cả. Thôi cắt lồng sau trước đi, chấp nhận mất thẩm mỹ tí. Ok nghe, đã ra xem có nóng ở đây không nha. Đã mở xong lồng xem ngoài. Lồng CPU là to nhất, sẽ mở lâu nhất. Xem nóng ở lồng này không. Nghĩa là nóng ở vùng sau rồi, có nghĩa là anh em đã cắt nhầm. Đây, nó nóng vùng này không nóng đích danh một con tụ nào nhé. Mặt sau rồi, thôi thế này cắt mặt sau ra. Cắt đi xem ngoài lồng CPU ra vậy, chứng tỏ mình đã bắt sai, chưa chuẩn lắm. Rồi, thế này cắt lồng CPU về ra, xem nào, xem có nóng ở đấy không. Một số chỗ đứt sẵn rồi, anh em việc bẻ nhẹ nó ra thôi, lúc chưa cần đục đã bay ra này, vì máy đập nhiều khi nó vậy, cũng cố gắng nhẹ nhàng thôi nhá, đừng có được đà thì nó giật phát ra bẻ hết nó ra. Đây, lòng CPU đã ra rồi, để xem con có vết hơi vết vết ở giữa, để xem đúng là chết con NFC này không.
Trên này em xe thì em chỉ việc thay nó thôi. Nếu đụng đong nó thì em đục bỏ nó ra thay ok thì là bệnh lại ngon quá. Những ca rất khoai, những ca rất đơn giản. Chính là FC luôn anh em ạ. Để đảm bảo anh thì anh em nên kiểm tra cho kỹ đây, FC đây. Sơ đồ nhá. FC đây, đang nóng khu vực điểm này. Điểm này thì nó liên quan đến bot. VDD bot cấp vào thì sẽ không bị chọc đâu này. FC148 này. Đấy, em sẽ tiến hành đo thử quanh khu vực này trong chọc cũng đã. Đấy, hiện tại đang nóng ở FC này, nóng điểm góc này này. Góc đây thông thường sẽ liên quan đến cái điểm này, quanh vùng này. Vùng này có một áp VDD main đi vào thẳng này. Một áp là PPNFC VDD này, nó tự bốt lên này. Áp trong IC này. Một áp bốt qua quận LJ này. Đấy, em sẽ đo thử mấy đầu này xem có chập trước gì không. Không chập thì anh em sẽ thấy bốc con này ra, thay nó khác. Ok. Rồi, mình sẽ đo giả lại một lượt đã. Thấy tình trạng đục IC1 vì những con IC này đục không để đơn giản đâu anh em nhé. Nói vậy thôi chứ IC này nó đổ keo đấy và main main đã gọi là máy đập rồi thì anh em phải liệu. Đây, IC đây nhá. Đây P đây 10VB27. Ôi có nhìn tị. Rồi, đầu tiên em sẽ tiến hành đo lại xung quanh, không được, không thấy chập gì bất thường thì anh em mới tiến hành đục nhá. Máy hơi nhiều bệnh tị. Ok nên em phải chọc mạnh một tí nhá. Không thấy chịu gì bất thường. Ok, đo sơ bộ thì không thấy có dấu hiệu gì bất thường cả. Mình tiến hành đục bỏ ra thay thôi. Đục con này thì là một vấn đề đấy nha anh em nhé, hết sức cẩn thận nha. Rồi, em tiến hành cạo keo đục nó ra nhá. Cứ phải che đậy con u lại cho đảm bảo nhé. Hơi mệt đấy. Để cạo keo xung quanh đó nhé. À, sau đó thì anh em anh đục nó ra. Nó còn là nứt từ trước anh em ạ. Đấy, ba vết ở dưới đây nứt từ trước, vỡ từ trước đấy. Ok anh em, đứt mất mấy chân. Hy vọng là toàn là chân sống thôi. Em phải dùng thiếc để xả nha, thiếc mềm để xả vào chân đi nhá. Vào xong rồi làm sạch chân đi nhá. Hy vọng không đứt chân ta là được anh em nha. Thì con DFC này thực ra chân trống nó chiếm một nửa cơ. Nên anh em cắt đọc đọc đục đóng thì cũng để ý một chút là được thôi. Đứt chân nào phải câu đủ nhá. Không câu đủ sẽ treo đơ các kiểu đấy. Ok. Tại nó sơ bộ xong thì em nên lau sạch đi và đối chiếu với sơ đồ xem có sót không, có đứt chân nào không. Hiện tại theo như mình thấy thì chưa thấy chân nào đứt bất thường cả, toàn chân trống nó đứt thì là chuyện bình thường thôi. Em có nhìn kỹ những cái chấm nó đứt đi ấy, nếu mà chân nó đen xì chấm không có gì ấy, thì đa phần là chân trống. Cái chấm nên mà có chân mạch in bên dưới thì 100% là chân tín hiệu con đường là anh em phải câu và đối chiếu những sơ đồ những chân data cần thiết đủ là được. Chân kia toàn là chân trống thôi. Ok, sau khi dọn dần sạch sẽ xong, em sẽ kẹp nguồn lại một lần nữa để đảm bảo rằng máy hết ăn nguồn. Kinh nghiệm là nhiều lúc phải dựa bệnh nó bị và anh em tiến hành đo đạc kiểm tra. Yên tâm không có nơi FC máy vẫn lên ngồi bình thường. Mỗi tội là
máy sẽ không bấm được mật khẩu. Ok nha, đã hết dòng nguồn ngay lập tức nha, nguồn không dò tí nào nha, nguồn đẹp nha. Đấy, kích nguồn một cái này. Đấy. Ok, 0.09 main đang còn nóng, kích thế là chuẩn nha. Main đang rất nóng nha. Ok. Như vậy là đã xử lý xong cả hết ăn nguồn. Thế anh đóng con DFC vào và đóng luôn cả con U3300 nữa. Ok, đã đóng xong em NFC nha. Và tiếp tục mình đóng luôn cái em IC sạc này sau nha, U3300 nha. Rồi, mình đã câu đây. Thành hút sạch đi rồi đóng. Ok nha, và vậy mình đã đóng xong hai con IC, một con IC sạc pin nguồn bảo vệ và một con NFC. Sẽ tiến hành cầm nguồn lại một lần nữa, xong đó lắp máy và sẽ báo anh có thay màn thì thay màn luôn. Vậy là con XR đã phục hồi lên cũng khá tốn kém chi phí nhá. Tôi sửa trên main xong lại thay màn hình nữa. Ok, kẹp nguồn không hề dò tí nào nhá. Cái nguồn dòng đẹp là được nhá. Ok, dòng cái nguồn khá đẹp nhá. Ok, đã lên dao động lên nguồn. Ok, nên anh chui sạch sẽ lắp vào để test lại thôi. Để test xem sạc pin biết lên bình thường luôn. Cái phê đi nó bẩn bẩn xấu xấu ấy nữa. Nói chung là mấy cái lỗ ngoại vi thôi, mấy cái đấy hỏng có thể vẫn có thể dùng tạm được. Mà máy mất nguồn thì không dùng được đâu. Chưa là mình cứ sửa lên nguồn cho bạn ấy dùng được đã. Mình đã thay mất DFC thì nhiều khi là anh em sẽ bắt buộc phải giải lại phần mềm nhé. Thì DFC nó đã hỏng, vỡ và nhiều lúc cần phải đồng bộ lại. Nên là anh em không đồng bộ lại là nhiều lúc không nhận đâu. Có thể bây giờ mình bật lên mình sẽ có thể vẫn đơ. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì cần thiết là phải giải lại phần mềm. Pin thường chắc chắn đã hết, chập như thế pin không hết hơi phí. Quan trọng việc cắm sạc lên nhận được là ok. Pin hơi kiệt nha. Pin kiệt quá rồi ạ. Một số pin thì sẽ ngắt được cho nên sẽ bền, nhưng quả này không ngắt được nên đã hết sạch pin. À, như vậy là mình đã xử lý xong con XR. Máy đập vỡ nát, mất nguồn. Sửa xong lên nguồn thì hao nguồn do NFC lỗi. Đây, mảng nó đây. Hiện tại thì máy đang hết pin không? Em vừa chờ chút nó lên, máy đang hết pin. Thời dòng sạc đang rất cao. Như vậy mình đã xử lý xong con XR lên nguồn, máy đập te tua như thế này. Thế mà vỏ không vỡ, anh em thấy siêu không? Vỏ không hề vỡ, màn thì vỡ nát. Chồng nguồn vỡ IC sạc IC nguồn con. Vì sạc IC nguồn con là một thôi. Vỡ UA00 chạm là NFC dẫn đến tình trạng nhập mật khẩu đơ. Như vậy mình đã xử lý xong. Anh em chờ chút lên mình sẽ test lại cho anh em xem. Mật khẩu mình cũng chưa có nên mình cũng không test kỹ đâu. Mình xem nhà mật khẩu bị đơ không, không thấy quạt phay vẫn đơ, đơ nhẹ à, không đơ, anh em nhập phát không đơ đấy, anh em thấy không? Hiện tại không đơ là bởi vì mình đang không mật khẩu chính xác, muốn giữ lại dữ liệu thì anh em phải nhập mật khẩu để cập nhật lại vào trong. Cái này thì phải nhập sau thôi, anh em đừng có nhập bậy nhé. Mình không tránh bất diệu của khách thì mình sẽ không nhập bậy đâu. Đến đây là mình đã thấy nó vuốt thay đổi rồi nhé. Anh em thấy không? Đấy. Ok anh em, như vậy là mình xin phép kết thúc video xử lý con XL đập nát ở đây. Đây, bên trong bên đây.
Sau khi mở lồng ra thì nó hơi lênh đênh bành một chút, không sao. Nhìn thế thôi nhưng máy vẫn sẽ khá bền vì can thiệp không quá nặng, chỉ thay mấy con IC thôi, đập như thế này. Mình xin phép kết thúc video xử lý MXR này đập nát này ở đây. Anh em thấy hay có thể like share giúp mình. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chào tất cả anh em.